hình này khiến chúng ta nghĩ đến một quán bar ăn chơi trong thành phố. Nhưng thật ra, nó lại diễn ra trong hang trống thuộc quần thể di sản thế giới Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận. Và thật ngạc nhiên khi biết rằng hoạt động này đã diễn ra từ năm 2005 tại khá nhiều hang động khác nhau trên quần thể Vịnh Di Sản với sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Rõ ràng việc làm đó là vi phạm pháp luật. Cho nên không có một cái sự bảo chữa nào hết. Chứ tôi thấy là thành phố Hạ Long còn đề nghị để kéo dài cho hết năm, để hết hợp đồng. Đó là điều hết sức vô lý. Lẽ ra còn phải xử lý cả những cái người mà để quản lý lỏng lẻo và cái người có liên quan trực tiếp đến cái việc cho thuê. Khi thử gọi điện đến một trong những công ty lữ hành có tiếng và hiện đang quảng cáo rầm rộ về tour dạ tiệc trong hang động, chúng tôi được biết dịch vụ này rất hút khách cao cấp và thường xuyên trong tình trạng đầy chỗ. Để chắc chắn có hang không, phải chắc thế mà cái hang hôm đấy còn thì không chị ạ. Nhưng có thỉnh thoảng có những đoàn khác nó thuê chị, thì bên phải check xem là hôm đấy hang nó có sẵn không thì mình mới ăn trong hang được chị ạ. Theo báo giá của công ty du lịch này, một tour du ngoạn Vịnh Hạ Long với điểm nhấn là bữa tối trong hang đá, mỗi thượng đế phải trả hơn 4 triệu đồng. Bữa tối sẽ diễn ra từ 19 giờ đến 23 giờ đêm. Nếu khách có nhu cầu ở thêm ngoài giờ thì phải trả thêm phí khá cao. Địa điểm tổ chức tiệc thường diễn ra ở hang Trống, hang Thầy, hồ Động Tiên Vịnh Hạ Long, hang Thiên Cảnh Sơn, Vịnh Bái Tử Long. Tôi nghĩ rằng là phát triển du lịch mà không tính đến cái yếu tố bền vững của nó thì nó đã để lại hậu quả, tức là nó sẽ tàn phá cái di sản đó, sẽ dần cái di sản nó sẽ không còn được. Sau này tôi nghĩ rằng là có tu sửa có lại thì nó nhiều khi người ta cải tạo, có khi nó lại khác đi. Cái việc có thể cho thuê không cho thuê, cơ quan quản lý vẫn có quyền đặt ra, nhưng phải thông qua tất cả cái quy trình cần thiết. Những cơ quan có trách nhiệm có ý kiến, nếu trên cơ sở mà chúng ta cân nhắc chúng ta không vi phạm luật mà vẫn phát huy được cái di sản đấy thì điều đó tôi cho là chuyện bình thường. Biến kỳ quan thiên nhiên thành phòng tiệc xa hoa, một quán bar cao cấp với rộn ràng kèn trống, người ta đặt ra câu hỏi, rồi số phận của di sản thiên nhiên thế giới này sẽ đi về đâu?